Em nghe anh nói đã. Em không nghe. Mi. Người ta nói con gái rất phức tạp, nhưng thật ra con trai cũng phức tạp không kém. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, những điều có thể mà em không biết. Điều đầu tiên anh muốn nói, vì anh cũng là con người nên anh cũng biết khóc. Anh nhẫn nhịn, cố gắng không phải vì anh sinh ra đã mạnh mẽ, mà là vì anh cảm thấy kiên cường hơn mới có thể bảo vệ được em. Trời ơi, con trai mà khóc kìa. Anh. Anh sao được? Điều thứ hai anh muốn em được biết, anh hy vọng tình yêu của chúng ta phải có cãi nhau, khi mâu thuẫn sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề. Khi anh an ủi em, dỗ dành em, anh mong em hiểu rằng anh cũng đang cố gắng nhẫn nhịn sự ấm ức của mình. Điều thứ ba anh chưa bao giờ nói, anh tình nguyện mời em đi ăn, đi xem phim, tặng quà, bởi vì em xứng đáng được yêu thương. Và anh cũng vậy, anh mong em sẽ thích những điều anh làm cho em, thay vì em xem đó là hiển nhiên hay bổn phận. Điều thứ tư, anh tưởng em đã biết, nếu em có bạn thân là con trai, mong em có thể vì anh mà giữ một chút khoảng cách với người đó. Em nói rằng anh suy nghĩ quá đáng. Được rồi, anh tin em với người đó chỉ là bạn bè, vậy anh và bạn thân khác giới cùng nhau đi chơi riêng. Em có tin bọn anh chỉ là bạn bè không? Điều thứ năm, tuy rằng anh là người yêu em, nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn nên có những vấn đề cần tự lập. Anh hy vọng em cũng có công việc mà mình thích làm. Chúng ta cùng đồng hành với nhau là để phát triển bản thân. Anh cũng không muốn mình sẽ dựa dẫm em mới sống tốt được. Điều thứ sáu, không phải lúc nào con trai cũng thích chinh phục. Anh cũng muốn có cảm giác an toàn. Đôi khi em giận dỗi vô cớ hoặc thể hiện sự xa cách, anh rất sợ em không phải đang làm giá, mà là em thực sự không yêu anh. Yêu anh không? Không. Anh là cái gì mà em phải yêu anh chứ? Anh sao vậy? Không. Điều thứ bảy, việc anh thích chơi game cũng giống như việc em thích xem phim Hàn. Đôi khi anh sẽ cùng em xem phim dù anh không thích, bởi vì anh tôn trọng em nên mới tôn trọng sở thích của em như vậy. Điều thứ tám, mỗi người anh gặp mặt, mỗi chuyện anh trải qua đã tạo ra anh hoàn thiện ngày hôm nay để có thể gặp em. Chúng ta đều có người yêu cũ, nhưng anh mong rằng khi chúng ta ở bên nhau thì sẽ không còn tình cảm hay trách móc với người khác nữa. Điều thứ 9, anh mong em có thể phân biệt được con trai cưng của mẹ và kính trọng với bố mẹ là như thế nào. Em đang chuẩn bị quần áo để về quê mẹ đây. Sao lại để về quê cho mẹ? Thì cả năm nay anh chưa về rồi. Anh còn chưa chờ em đi chơi nữa, anh lúc nào cũng mẹ hết á. Anh nghe lời mẹ anh, không gọi là bám váy mẹ. Anh biết điều đó là sai nhưng vẫn nghe lời mẹ, đó mới gọi là bám váy mẹ. Anh cũng có những lúc không hoàn hảo, nên anh cũng cần em chia sẻ những điều mà anh chưa hiểu. Bởi vì anh yêu em, thế nên anh mong chúng ta sẽ cùng nhau tốt đẹp hơn. Minh! Chia tay đi. Circles, wondering where to start. This long overdue conversation.